Liên quan đến vụ clip xô xát của một xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống lan truyền trên mạng, đại diện câu lạc bộ GrabBike Sài Gòn xác nhận người bị hành hung tên Đức Hoàng đã chạy xe ôm công nghệ được 1,5 năm và là đối tác của Grab. Đại diện Grab cũng đã xác nhận sự cố trên và cho biết anh Đức Hoàng bị chấn thương phần mềm và đã được đưa đến công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để trình báo sự việc. Theo Grab, trong tất cả các trường hợp đối tác bị hành hung, Grab đều có chế độ hỗ trợ chi phí y tế cho đối tác trong quá trình điều trị và nghỉ dưỡng thường. Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ, có một số ý kiến hoài nghi là nạn nhân Đức Hoàng thích nổi tiếng nên đã quay clip câu view. Hiện chúng tôi đang liên lạc với anh Đức Hoàng để xác nhận thông tin này. Đến ngày 27 tháng 9 năm 2017, chỉ tính riêng một thương hiệu xe ôm công nghệ đã có 130 vụ tài xế xe ôm truyền thống hành hung, trong đó tại bến xe An Sương là 20 trường hợp.